chào tất cả cô chú anh chị và khán giả mọi người trên đường live của NhiĐT Vlog nhá. Thì ôi ơi, thì khán giả cũng đã biết đấy, trong một cái clip ngày hôm qua thì bố con của Thủy Trọng lên ra sức binh vực và ủng hộ nữ CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì thật sự ra mấy cô chú anh chị và mọi người, thì Nhi xem tất cả những cái clip mà trước đây Thủy Trọng lên trên không gian mạng diễn trò và câu kéo khán giả, lừa dối khán giả, thì khán giả cũng đã xem đấy, cái bộ mặt thật của cái kênh của Thủy Trọng đã mang lại được cái giá trị gì cho không gian mạng chưa? Lên trên không gian mạng thì mồm 5 thì miệng 10, diễn những cái trò câu kết, thì khán giả xem đấy, xem cái kênh của Thủy Trọng đấy đều có cái tinh hoa văn hóa gì chưa? Hay cũng chỉ là một cái kênh đi ăn theo nói leo bằng đấy cái tuổi đầu rồi, chứ không phải là còn ít nữa. Bây giờ cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng thì trên không gian mạng thì ai cũng thế thôi. Cá nhân, gia đình của cô Nguyễn Phương Hằng thì cũng muốn cái sự việc này nó êm xuôi và nó lắng xuống để cho cơ quan chức năng người ta làm việc. Mà mấy cái kênh YouTuber như Thủy Trọc, như Lạc Luộc, thì thử hỏi mấy khán giả mọi người có cái nhìn nhận gì, mới có những cái phản biện gì hay để giúp ích được cho cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng. Thì trong cái clip ngày hôm qua thì nghe hai bố con của Lạc Luộc lên trên không gian mạng phân tích, giải thích và bới móc những cái chuyện gọi cho cách đây 5 trời, 25 giờ đến nơi rồi. Và cái câu chuyện của Phúc Tài Chính và cái câu chuyện của người nọ, của người kia. Thì thử hỏi với khán giả mọi người, Thủy Trọc thì giúp được ai? Thủy Trọc này thì biết cái gì? Khi đã không có ăn, không có học, đi nhảy tàu, nhảy xe từ năm 13 tuổi. Bản chất cái gia đình của Thủy Trọc này đã xấu xa từ bố, xấu xa đi rồi. Thì khán giả mọi người cũng đã xem đấy đúng không? Cái anh 94 tuổi ở quê thì sống nay đây mai đó, ba vợ, em gái thì bỏ chồng. Thế cái bản thân cái Thủy Trọc này thì đã gương mẫu, đã đẹp đẽ gì chưa? Đến nỗi bây giờ bốn người vợ sống đã không sống nổi được mấy Thủy Trọc rồi, đã phải gọi cho là rứt áo ra đi, mẹ con càm cắp nhau ra đi. Thế bản thân cá nhân của Thủy Trọc này đã tốt đẹp gì chưa? Khán giả phải nhìn nhận vào cái hoàn cảnh, cái gia đình của Thủy Trọc đã tốt, đã đẹp chưa? Gia đình của Thủy Trọc đã xấu từ bố, xấu đi rồi đúng không? Từ cái anh 94 tuổi đã lấy ba đời vợ, không sống được với vợ nào cả, đến con cái bây giờ còn không ai phụ dưỡng báo đáp nữa, về cái lúc tuổi già nữa, bây giờ phải đang đi lương nhờ ở đậu cùng với một cái bà dì, đúng không? Thì mọi người xem đấy, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Mình có phúc có đức hay không thì hãy nhìn nhận ra đi. Đến đôi bản thân cá nhân của mình bây giờ sống gọi cho nó gần đất xa trời rồi, 94 tuổi rồi, sống thì phải có bản chất, cái con người phải như thế nào chứ. Thì bây giờ mới không có con cái phụ dưỡng bên cạnh lúc về già. Thì cá nhân bản thân như cái kênh của Thủy Trọc đấy, 60 tuổi đầu rồi, thì cũng cha nào thì con lấy, bố thì ba vợ, con trai thì bốn vợ, ở hết với bà lọ đến bà kia. Người ta không chịu được cái đức tính của Thủy Trọc nên người ta mới rứt áo ra đi. Thì khán giả phải nhìn nhận vào đấy, nó là cái sự thật. Còn trong cái câu chuyện ấy của cô Nguyễn Phương Hằng thì khán giả cũng thử nhìn nhận ra xem. Đến cá nhân bản thân bố mình 94 tuổi ở quê kia còn đang đói rách, còn đang phải ngửa tay đi ăn xin từ đồng tiền gọi cho là ăn, gọi cho là qua ngày, sống qua bữa, còn không báo đáp, không phụ dưỡng được, thì giúp gì được cho cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng? Một nữ CEO, gia đình nhà người ta có tiền tài, có danh vọng, con Thủy Trọc thì có cái gì ha? Thủy Trọc thì có mỗi trên răng dưới lá mít, đi ôm chân đi lịnh hót, đi tôn thờ những cái gọi cho những cái chủ kênh YouTuber bằng tuổi con mình, bây giờ lên còn tôn trọng còn hơn cả cái anh 94 tuổi trên không gian mạng. Thì khán giả phải nhìn nhận ra chứ. Còn nhân tiện ấy thì Nhi có nói thẳng với Thủy Trọc như này này, nếu như Thủy Trọc mà tài mà giỏi, mà có kiến thức, mà có trí tuệ, có thể giúp được cô Nguyễn Phương Hằng ấy,
Thì bây giờ cứ làm đơn lên gửi cơ quan ban ngành. Và nếu như mà còn ủng hộ nhiều ấy và vẫn nên gọi dựa hơi vào câu like câu view ấy, thì Nhi cũng khuyên Thủy Chọc như này này, về bỏ hết cái ảnh của ông bà trên bàn thờ tổ tiên xuống, mang ra sông ra suối thả đi, hiểu chưa? Thì nó dễ hơn. Xong lấy cái ảnh của cô Nguyễn Phương Hằng ấy, cái ảnh mà cô mặc cái váy ấy, xong bảo cô lấy cái chân, hiểu chưa, ghép vào, kẹp cái bát hương nhà mình vào, xong đặt lên bàn thờ mà thờ, hiểu chưa? Lấy cái ảnh mà cô đứng ấy, cô đang nhảy ấy, mà cô dạng chân ra ấy, xong cho cái bát hương vào đấy để cô kẹp ở dưới chân cô ấy, xong đặt lên bàn thờ để thờ. Chứ cá nhân Thủy Trọng thì giúp được cái gì khi mình đi nhảy tàu nhảy xe từ 5-13 tuổi, đến vợ con mình bốn đời vợ còn không báo đáp, không phụ dưỡng được, không nuôi lớn được ngày nào, đã còn phải đi ăn nhờ đi ở động, bố con phải đi càm cắp nhau, sống nhờ hết chỗ lọ nhờ chỗ kia, người ta không trụ được thì người ta đuổi, người ta hắt hủi ra ngoài. Thì hai bố con bây giờ lại càm cắp nhau lên sống lương nhờ ở đậu nhà một cái bà mẹ vợ, ôi giời ơi. Thì tưởng là Thủy Trọng lên trên đấy sống thì sẽ mang lại những cái hay cái đẹp cho bà mẹ vợ cơ. Nhưng mà đấy, thử xem trên không gian mạng hơn một năm rồi, thế Thủy Trọng đã mang lại những cái gì ha? Thủy Trọng đã mang lại những cái gì tốt đẹp để cho gia đình, cho cái anh 94 tuổi chưa? Đã báo đáp phụ dưỡng được cái gì cái bà mẹ ngoại chưa? Hay là Thủy Trọng đã mang về cho cái anh 94 tuổi ở quê, được không gian mạng và mọi người, người ta gửi cho hết bát ML lọ đến bát ML kia, để cho cái anh 94 tuổi ở quê anh ăn, anh húp, đúng không? Thế bây giờ lại dây sang cả cái chị mẹ ngoại nữa. Thì tự hỏi mấy Thủy làm YouTube đã mang lại được những cái tinh hoa văn hóa gì chưa, được những cái gì tốt đẹp trên không gian mạng chưa? Thế nếu như mà cái con người như Thủy Trọng ấy có ăn có học và được giáo dục đến nơi đến chốn ấy, thì chắc chắn Thủy phải nhìn nhận được ra chứ. Thủy phải biết được là những cái gì đúng, cái gì sai, và phải biết được những cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Con cá nhân của Thủy Trọng ấy bây giờ đang rất chỉ là đói rách, thế nên bây giờ phải bám vào YouTube, đi ôm chân đi lịnh hót để kéo view kéo like. Chứ Thủy Trọng thì làm được cái gì? Cái bản thân của mình đã 60 tuổi rồi, mình làm ăn cái gì thì thất bại. Thất bại về từ gọi cho gia đình, vợ con, xong thất bại về làm ăn. Bây giờ mình đã phải đang sống đi trong một cái gọi cho là hoàn cảnh đi chui gầm trạng, bố con càm cắp nhau đi sống lương nhờ ở đậu nhà một cái bà mẹ ngoại, nay đây mai đó, thì biết sống qua ngày nào hay ngày đấy thôi. Chứ làm sao cá nhân của Thủy Trọng mà có thể trụ lại được cái gia đình ấy lâu, khi trong tất cả những cái vấn đề, trong cái pháp lý, trong cái sổ đỏ, mình đã không được đứng tên. Thì biết là ngay Thủy Trọng đấy cũng chỉ gọi cho sống tạm thôi, ăn nhờ ở đậu ấy thôi. Chứ cá nhân Thủy Trọng thì có cái gì? Đến một tấc đất bây giờ còn không có. Thì lên trên không gian mạng cứ chê trách, cứ khinh kênh nọ, mỉa mai kênh kia. Con nói thật với Thủy Trọng như này này, cá nhân của Nhi ý, thì Nhi lên trên không gian mạng, Nhi không bao giờ Nhi đề cao cái chuyện view like. Cái con người như Thủy Trọng ấy, 60 tuổi đầu rồi, mà còn phải đi soi mói cái kênh của Nhi, hiểu chưa? Thì cũng đã biết được là cái con người của Thủy Trọng có ăn học đến đâu rồi. 60 tuổi mà bây giờ còn đang phải đi so bì, Mi Nhi có 40 tuổi thôi, thì cũng biết được là Thủy Trọng là cái con người kém cỏi như thế nào rồi. Nó bây giờ Thủy Trọng ấy đang dựa hơi vào cái bố lạc luộc của Thủy Trọng ấy để view like nó cao, nhưng mà thời gian ấy thì sẽ chứng minh cho Thủy Trọng thấy là ai là cái người mang lại cái văn hóa, ai là người mang lại những cái hay, cái tốt, cái đẹp trên không gian mạng. Con cá nhân của Thủy Trọng ấy cũng đến giờ đến ngày thôi, chứ làm gì tốt đẹp gì, dần dần khán giả người ta cũng sẽ nhận hết ra được cái bộ mặt thật của Thủy Trọng. Bây giờ mình không làm gì được, mình lên trên không gian mạng
mình lại nghĩ ra những cái chiêu trò câu kết để dựng lại những cái vở kịch từ đầu đến cuối bây giờ trong cái drama. Lại bắt đầu bố con lại bắt đầu bám vào cái váy của Phúc Tài Chính để câu kéo khán giả, để dựng lên, để kéo like, kéo view. Tại sao mình phải sống như thế hả Thủy Trọng? Hay là Thủy Trọng lại đang thích hay đang thèm cái ML của Phúc Tài Chính, đúng không? Nên là chắc lại muốn của Phúc Tài Chính, đúng không? Gửi cái ML về cho anh 94 tuổi húp, đúng không? Hay là muốn Phúc Tài Chính gửi cho cái gọi chị mẹ ngoại đấy. Thì Thủy Trọng mới có những cái tư tưởng, mới có những cái suy nghĩ như thế chứ. Phúc Tài Chính bằng tuổi con, tuổi cháu mình. Mà mình mang tiếng là mình 60 tuổi đầu rồi, đúng không? Mình đến bây giờ mình còn dựng lên những cái vở kịch. Mình nhắc đi, mình nhai lại. Thế Thủy Trọng không thấy xấu hổ, không gian mạng à? Hả? Một cái con người sống ấy thì phải biết nhìn trước, nhìn sau. Phải biết cái gì đúng, cái gì làm được. Chứ không phải như Thủy Trọng, hiểu chưa? Ăn tạp nó quen rồi. Đến ngay như bà mẹ ngoại cũng thế thôi. Thủy Trọng còn gọi cho là còn ăn được, còn làm được. Thì lấy cái không gian mạng này là cái gì? Đúng không? Thì Thủy Trọng phải xem cái kênh của Gia Cát Phong ấy. Nói về cái quá khứ. Từ khi Thủy Trọng từ năm 13 tuổi đi nhảy tàu, nhảy xe. Thì Thủy Trọng có những cái vấn đề gì ở quê? Hả? Thế là Thủy Trọng bây giờ Thủy Trọng mới phiêu bạt, đúng không? Mới giật dẹo về cái Lào Cai, đúng không? Thì bây giờ mới bám vào ôm chân lịnh hót bà mẹ vợ để bố con có cái chỗ chui ra chui vào để sống qua ngày, đúng không? Thế là bây giờ Thủy Trọng phải bất chấp, phải làm hết tất cả cái việc mà người khác người ta không làm được, nhưng Thủy Trọng lại làm được, đúng không? Đi bế bà mẹ vợ đi tắm, đi rửa cho bà mẹ vợ. Thì cũng biết là cái Thủy là cái con người sống như thế nào rồi. Bây giờ 60 tuổi đầu, mình lên trên không gian mạng. Mình phải chia sẻ, mình phải dẫn dắt khán giả làm sao. Cái đời thực và cái con người thật của mình. Chứ những cái việc mà Thủy Trọng lên trên không gian mạng khoe. Và tự hào, thì tự hào làm cái gì? Có ai như Thủy Trọng không? Có ai như Thủy Trọng không? 60 tuổi đầu rồi, bây giờ còn dùng cái chiêu, cái trò, cái bài để đi tắm táp cho bà mẹ vợ được nữa. Thì cũng biết là Thủy Trọng là cái con người như nào rồi. Thế Nhi hỏi thật Thủy Trọng nhá. Thế lúc mà Thủy Trọng tắm cho bà mẹ vợ, rửa cho bà mẹ vợ, thì liệu Thủy Trọng có bao giờ cắm cái thiết bị không? Vào cái khu vui chơi giải trí của bà mẹ vợ không? Vào cái khu vui chơi giải trí 16m50 của bà mẹ vợ không? Hay là Thủy Trọng cố tình đi tắm táp, báo đáp mẹ, phụ dưỡng bà mẹ vợ với cái mục đích của Thủy Trọng ha? Có phải với mục đích của Thủy Trọng là muốn cắm cái thiết bị vào cái khu vui chơi giải trí của bà mẹ vợ không? Chứ còn cái con người tài giỏi, con người đạo đức như Thủy Trọng ấy, làm sao mà mình bây giờ giám đốc 600 công nhân phải không? Có hàng chuỗi cửa hàng mà phải đi làm những cái việc đấy. Tại sao mà không đi thuê ô xin, thuê người giúp việc ấy, để người ta làm cho cái việc đấy. Mà cá nhân Thủy Trọng là con rể, đúng không? Mà lại đi làm cái việc đấy với mẹ vợ. Có đúng không? Hay là Thủy Trọng muốn tận dụng cái cơ hội để có thể là cắm cái thiết bị vào cái khu vui chơi giải trí 16m50. Hả? Có đúng không? Thế cái con người của Thủy Trọng, nếu như không có những cái vấn đề đấy, thì tại sao không dám lên giải thích, không dám lên thanh minh thanh ca về cái vấn đề của kênh Gia Cát Phong đi? Gia Cát Phong cũng lên chia sẻ đấy, và cũng nói về cái vấn đề đấy đấy. Hả? Tại sao? Lý do gì Thủy Trọng không dám lên chia sẻ, không dám lên phản biện về cái vấn đề của Gia Cát Phong đi, mà phải lên trên không gian mạng diễn trò như này? Thật sự ra với Thủy Trọng như này này, cái con người của Thủy Trọng ấy, sống giả tạo lươn nẹo văn vở trên không gian mạng, lợi dụng hết với cái nọ, lợi dụng vào cái kia. Đến nỗi là bây giờ bà mẹ vợ 80 tuổi rồi mà Thủy Trọng vẫn còn đang lợi dụng vào mẹ vợ, lợi dụng cái câu chuyện đi tắm táp cho bà mẹ vợ
để Thủy Trọc chuộc lợi cho cá nhân. Để Thủy Trọc có thể là cắm cái thiết bị vào bà mẹ vợ. Thì cũng biết là Thủy Trọc tận dụng tối đa rồi. Có phải Thủy Trọc đang tận dụng không? Ha? Có đúng không? Thì cũng biết là cái con người của Thủy Trọc sống như nào rồi. Có phúc, có đức hay không thì cũng biết rồi. Thủy Trọc phải lên nhớ ấy. Người có phúc ấy. Thì hãy nhìn nhận lại cái anh 94 tuổi ở quê. Bây giờ 90 tuổi ở đầu rồi đúng không? Con cháu không có bên cạnh. Không lương nhờ lúc ở già. Đấy là do mình ăn ở. Do mình sống thế nào. Thì để con cái bây giờ đấy, xem cái cá nhân Thủy Trọc đã tốt đẹp chưa. Đến đời của Thủy Trọc đã lấy 4 vợ rồi. Cái đời em cô của Thủy Trọc còn bỏ chồng đúng không? Thì cũng biết là cái gia đình nhà Thủy Trọc có đạo đức, có tài, có giỏi đến đâu rồi. Đúng không? Sống sao mà để gọi cho gia đình nhà mình mất phúc như thế. Ha? Gia đình nhà mình lại vô phúc như thế à Thủy Trọc? Thì Thủy Trọc phải soi. Nếu như trước khi mà đánh giá và trước khi gọi cho là mang cái tính chất là so bì mới trên không gian mạng, thì Thủy Trọc hãy soi cái gương đi. Hãy nhìn nhận xem cái gia đình nhà Thủy Trọc đã tốt đẹp hay chưa, đã tài giỏi, đã hơn người hay chưa. Hay gia đình nhà mình từ cái anh 94 tuổi sống bây giờ đấy, gần đất xa trời rồi. Con cháu báo đáp thì không có ai. Đẻ ra con trai đúng không, 60 tuổi đầu, đến nỗi đến 4 vợ. Sống bây giờ phải đi ở nhờ ở đậu, một tấc đất không có, phải đi bám váy vào bà mẹ vợ để sống qua ngày. Đấy, em cô thì sống thì bây giờ sang nước ngoài đúng không, không khác gì bán chôn nuôi miệng, lấy cái lỗ làm cái lãi, đúng không hả Thủy Trọc? Xem gia đình nhà mình có phúc có đức quá đấy. Thì Thủy Trọc hãy nhìn, hãy soi xét lại cái tấm gương, cái hoàn cảnh cái gia đình nhà Thủy Trọc đi. Thì hãng lên trên không gian mạng chia sẻ và so bì view na với không gian mạng. Còn đối với cá nhân Nhi thì Nhi không được soi bì. Thế là Thủy Trọc bây giờ mới cay mới cú, mới nghĩ ra là lên trên không gian mạng, đúng không? So bì với Nhi. Còn 60 tuổi đầu ấy, mà đi so bì với cái thằng 40 tuổi ấy, thì tốt nhất Thủy Trọc ấy, nên tìm cái chỗ nào có cái lỗ ấy, chui xuống đấy để cho nó khỏi xấu hổ với không gian mạng nữa. Còn Thủy Trọc mà cứ truyền cái bộ mặt Thủy Trọc lên không gian mạng như này ấy, thì trước sau thôi cái gia đình, cái họ hàng nhà Thủy Trọc còn tất cả còn được ăn nhiều thứ lắm nữa. Không gian mạng sẽ gửi nhiều thứ về cho gia đình nhà Thủy Trọc ăn. Từ cái anh 94 tuổi, từ cái bà mẹ ngoại của Thủy Trọc ấy, sẽ đồ húp lo húp chán ăn đủ thứ trên không gian mạng. Khán giả và mọi người sẽ gửi và sẽ quý mến gia đình nhà Thủy Trọc như thế nào. Thì Thủy Trọc cứ hứng đi, cứ chờ, cứ đợi đi. Hãy nhìn cái gương anh 94 tuổi đấy, sống như thế nào đấy, thì Thủy Trọc hãy nhìn đi. Nhá, thì Nhi cũng không muốn nói nhiều đâu. Bây giờ Nhi lên như chỉ phản biện văn minh lịch sự với Thủy Trọc thôi. Bởi vì cái con người của Thủy Trọc ấy, có nói lữa nói mãi Thủy Trọc cũng chỉ thế rồi. Bởi vì gia đình nhà Thủy Trọc ấy, từ bố đổ đi, cho đến mẹ, đến anh, đến em, có học thức đâu, có ăn có học đâu. Nên là có biết nhìn nhận được cái gì đâu. Có biết được xã hội bây giờ người ta đang nghĩ về gia đình nhà Thủy Trọc như thế nào đâu. Hiểu chưa? Nên là xin chào Thủy Trọc nhé. Xin hẹn gặp Thủy Trọc ở những clip tiếp theo. Bye bye Thủy Trọc. Thương yêu nhau như núi non không rời. Lời hát xưa lưu luyến ngàn đời. Thèn Bắc Cạn truyền từ rừng cao suối phong. Nghe câu thèn xin chớ quên đường về. Vẫn vương dâu vương tóc thề mãi đi chợ xa na ri hoa trắng núi ngân sơn đeo giang đàn tình vẫn mang theo Bắc Cạn mời thay lời yêu thương đây sao mấy cùng về bởi mình nghĩ tới nhau mai đến hồi lòng tông mình tìm cô then mới chúc phúc cuộc đời nặng tình nghĩa trắng vời chơi với sươi thuyền độc mộc câu then thả mình ba bể đang tắm nóng thung lũng nà hoa mời nàng tiên